Hi everyone, chào mừng các bạn đến với Simple English. Hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề làm sao chúng ta đọc được một cái từ ở trong tiếng Anh khi mà một từ đó nó có nhiều hơn một âm tiết. Vậy thì vấn đề ở đây thứ nhất mình cho các bạn, mình muốn nói đến rằng là cái âm tiết là gì? Nó là syllable đó các bạn. Thì cái âm tiết đó là nó được hình thành từ một cái nguyên âm ở trong tiếng Anh các bạn. Bữa trước mình đã làm một cái video về các cái nguyên âm ở trong tiếng Anh rồi. Nó có khoảng 20 mấy nguyên âm gì đó. Thì đầu tiên đó, là chúng ta sẽ phân biệt, chúng ta phải xác định xem là cái từ đó nó có mấy âm tiết không các bạn. Ví dụ mình có cái từ hat, mình đọc cái mũ hat có một âm thôi các bạn. Begin, hai âm các bạn. Beautiful, ba âm các bạn. Và một ví dụ mình cho một các bạn một cái từ mà nó có nhiều hơn ba âm tiết, năm bốn hoặc năm. Ví dụ mình có cái từ như là technologically, sáu âm các bạn ha, technologically ha. Rồi cái vấn đề thứ hai ở đây nữa là nếu mà một từ đó nó tận cùng bằng một phụ âm đó, và một chữ e đó, thì chúng ta không có đọc chữ e đó nha các bạn. Chúng ta chỉ đọc cái phụ âm cuối đó thôi. Chúng ta hay nói là chữ e cầm đó. Và có bao nhiêu phụ âm đó trong cái từ đó thì chúng ta phải đọc hết. Ta không có bỏ một phụ âm nào hết. Ví dụ mình có cái từ like, các bạn thấy không? Kết thúc bằng chữ k và chữ e, chúng ta đọc cái âm cuối thôi, không đọc chữ e. Like. Ví dụ mình có cái từ khác là từ next. Các bạn để ý cái chữ accent, cái chữ x nó là phiên âm của hai chữ là chữ của âm k và âm s, hai âm nha các bạn. Và do vậy mà cái cuối nó có tới ba âm lận, âm k, âm s và âm t. Next. Hoặc là mình có một cái từ khác như là cái từ street. Cái từ street đó, nó cái khúc đầu nó có ba phụ âm là âm s, âm t và âm r các bạn. Street. Đó là cái vấn đề thứ hai. Rồi cái vấn đề thứ ba ở đây đó, nếu mà một cái, nếu mà một cái phụ âm đó mà nó đứng giữa hai nguyên âm đó, thì chúng ta sẽ nối cái phụ âm đó cho cái nguyên âm phía sau hơn các bạn. Ví dụ như mình có các cái từ như là feeling ha các bạn. Cái chữ L chúng ta nối qua cái âm E ở phía sau, feeling. Hoặc là water ha các bạn. Thì cái chữ tờ, âm tờ đó sẽ nối cho phía sau. Rồi. Hoặc là chúng ta có từ family. Chúng ta nối cái phụ âm đó cho các cái nguyên âm ở phía sau. Nhưng mà nếu mà có một cái trường hợp mà nếu mà các cái giữa hai cái nguyên âm đó nó có nhiều hơn một phụ âm thì sao? Thí dụ như là hai hoặc là ba phụ âm giữa hai nguyên âm, thì cái này tùy theo trường hợp mà chúng ta sẽ phân ra nha các bạn. Chúng ta đọc làm sao cho nó thuận miệng thì thôi. Ví dụ như mình có từ doctor thì các bạn, thì ở giữa cái âm o và âm ờ đó nó có hai phụ âm là âm cờ và âm tờ, chúng ta chia ra chúng ta đọc nó dễ hơn đúng không ạ? Doctor. Hoặc là cái từ classmate, ví dụ như vậy, thì giữa cái âm a đó, giữa hai cái nguyên âm a đó, âm a và âm a đó các bạn, classmate, thì nó có âm s và âm m, cái hai phụ âm là âm s và âm m các bạn, và chúng ta chia nó ra classmate. Rồi hoặc là chúng ta có cái từ waitress. Thì ở đây nó có hai âm, hai nguyên âm, âm a và âm r. Nhưng mà ở giữa, nhưng mà hai cái phụ âm chữ t và chữ r đó chúng ta nối cho cái nguyên âm ở phía sau đó, waitress các bạn. Hoặc là chúng ta có một cái từ là present ha. Present các bạn. Thì cái chữ p với chữ r chúng ta nối cho cái âm ở present. Nó tùy theo trường hợp các bạn. Rồi cái vấn đề thứ tư ở đây mình muốn nói là nếu mà một từ đó mà nó có hai âm tiết trở lên đó, thì nó sẽ có một cái âm là chúng ta nhấn nha các bạn. Cái chỗ đó chúng ta sẽ phải lên giọng. Và cái âm mà không nhấn còn lại đó, các cái âm còn lại đó chúng ta phải hạ cái giọng lại các bạn. Rồi bây giờ trong cái vấn đề này chúng ta sẽ phân ra hai trường hợp đó. Nếu như mà cái âm nhấn này đó nó không nằm ở cuối câu các bạn, thì chúng ta thường nó sẽ chuyển nó thành dấu sắc hơn các bạn. Ví dụ như âm A thành âm Á, âm Y thành âm Ý. Còn những cái âm còn lại chúng ta sẽ chuyển nó đổi nó thành là dấu huyền hoặc là dấu nặng. Nó tùy theo trường hợp. Ví dụ bây giờ mình có cái từ như là
feeling các bạn, nhấn âm đầu các bạn. Và chúng ta để ý cái dấu dấu phẩy ở trên nha các bạn. Cái trong khi các bạn tra cái phiên âm thì cái dấu phẩy ở trên nó nằm trước cái âm tiết nào thì chúng ta phải nhấn cái âm đó. Ví dụ như trong cái từ feeling là mình sẽ nhấn âm đầu, nó là âm y thì mình nhấn âm đầu, âm y nó thành âm ý. Rồi cái âm thứ hai các bạn phải chuyển thành dấu huyền không? Feeling. Ví dụ mình có một cái từ khác ha, pha mờ lì, tại nó nhấn âm đầu các bạn thì âm a nó thành âm á. Âm hai âm thứ sau sẽ chuyển thành dấu huyền, pha mờ lì. Rồi nếu như mà cái âm nhấn nó không có nằm ở tức là cái trường hợp nãy mình nói là nó cái âm nhấn nó nằm ở, nó không nằm ở cuối câu các bạn, chúng ta chuyển nó thành dấu sắc. Còn nếu trường hợp thứ hai đó, nếu mà cái âm nhấn nó nằm ở cuối câu đó thì các bạn đọc ngang các bạn, nó không lên giọng và cũng không xuống giọng ở cái âm đó. Ví dụ như mình có các cái từ như là begin, các bạn thấy không ạ? Thì mình nhấn nó nằm ở cái từ âm y đó, nó nằm ở cuối câu, do vậy mà mình sẽ đọc ngang, nhưng mà cái âm trước đó đó chúng ta mình sẽ chuyển nó thành dấu huyền, nó là begin. Hoặc là các bạn có cái từ display, mình chuyển cái âm trước nó thành cái âm y đó, thành là dấu nặng, thành là display. Của cái âm a đó phía sau mình đọc ngang, mình không có lên giọng và cũng không có cuối giọng và cũng không có hạ giọng vào cái âm đó. Ví dụ như mình có một cái từ khác, nó là present ha các bạn, mình cái cuối câu present mình hạ hai âm kia thành dấu huyền và cái âm cuối đó mình để thành, mình đọc ngang đó. Đó là cái vấn đề về dấu nhấn, tức là tiếng Anh nó cũng có dấu nhấn, cũng có dấu các bạn ha, tức là dấu sắc, dấu huyền hoặc là dấu nặng. Đó. Mình nghĩ chỉ có ba dấu thôi. Rồi một cái vấn đề nho nhỏ ở đây là mình chú ý cho các bạn đó là cái âm tờ đó các bạn, khi mình đứng giữa hai cái nguyên âm thì người Anh á, tức là British English các bạn, thì chúng ta đã vẫn đọc như bình thường. Ví dụ mình đọc là city ha. Nhưng mà đối với người Mỹ đó thì nếu chữ T đó, âm tờ đó nó nằm giữa hai cái nguyên âm đó thì các bạn đổ nó thành âm đờ nha các bạn. Người ta sẽ đọc là city ha các bạn. Ví dụ như là người Anh sẽ đọc là water thì người Mỹ đọc là water. Người Anh sẽ đọc là computer, người Mỹ sẽ đọc là computer. Chuyển âm tờ qua âm đờ ha các bạn. Nhưng mà nếu như mà cái chữ T này đó, âm tờ này đó nó không nằm giữa hai cái nguyên âm thì các bạn vẫn đọc bình thường thôi, thì người Mỹ họ vẫn đọc bình thường thôi. Ví dụ như mình có cái từ như là actor các bạn, ở giữa nó là cái chữ T nó nằm giữa một cái phụ âm và một cái nguyên âm, actor đọc bình thường cũng không có gì thay đổi hết các bạn ha. Rồi mình hy vọng là sau cái bài video này hôm nay các bạn sẽ đọc một cái từ nó thoải mái hơn và nó dễ nghe hơn. Tại vì nếu như chúng ta đọc tiếng Anh mà nó không có dấu các bạn, nó cũng giống như là chúng ta đọc tiếng Việt không có dấu các bạn, đọc ngang hết từ trên xuống dưới, thì khi mà chúng ta đọc một cái đoạn dài đó thì người đọc và người nghe đó họ khó theo dõi lắm các bạn. Đôi khi một cái từ đó dài, người ta chỉ cần nghe được cái âm nhấn đó là người ta có thể hiểu được cái từ đó của các bạn nói. Và do vậy mà mình hy vọng là sau cái video này các bạn sẽ nắm vững về cái cách đọc của một cái từ. Nếu các bạn thấy cái video của mình nó hữu ích, nhớ cho mình một like và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được các cái video mới từ Simple English. Và nếu như các bạn chưa có xem video của mình về cách phát âm các cái nguyên âm và các cái phụ âm trong tiếng Anh thì mình sẽ để cái link ở bên dưới để cho các bạn theo dõi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Thanks for watching.